Chị nhớ là thầy có vào nhà anh chị một lần. Dạ đúng rồi ạ. Khánh Hòa anh chị chỗ nào? Ngay ở Khánh Sơn ạ. Ở cầu C10 gần chùa Khánh Sơn ạ. À, tức là cách đây mấy năm rồi? Cách đây năm đấy năm 2021 thì mình không. Nói chung là cái lúc đó là thầy chưa nổi tiếng như bây giờ. Chưa nổi tiếng, đúng chưa rồi. Non tổ. À, thầy vào mà thầy xin ngủ ở nhà anh chị mà có ngủ nhà không? Dạ cái lúc đó là thầy ngủ ngoài rẫy ạ. Dạ. Lúc đó là thầy đi ngang nhà là em có treo cái bảng là bán nhà bán rẫy. Dạ. Thì thầy có gặp ông xã nhà em. Dạ. Xong bắt đầu thầy vi bảo gieo duyên. Dạ. Thì lúc đó thầy hẹn là lúc đó là ngày mùng 2 Tết. À mùng 2 Tết. Vâng, và thầy hẹn đến ngày mùng 5. Năm bao nhiêu? À thầy hẹn đến mùng 3 Tết này có nhớ chuẩn là năm bao nhiêu? Chắc năm 2021 gì đó không nhớ. Mến chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của em dâu. Hiện tại em dâu đang ở đầu cốc. Ngày hôm nay bà con quý Phật tử về rất chi là đông. Ngay chỉ cái con đường quen thuộc hàng ngày đi vào cốc thì xe đậu đã phun đường rồi. Đó. Rất chi là nhiều xe cô chú anh chị. Đó. Bà con Phật tử ở mọi nơi về rất chi là đông luôn. Thì ngày hôm nay thì bà con về đông quá nên là thầy đã đổi hướng đi khất thực ở con đường phía ngược lại nên là bà con không gặp được thầy đó, nên bà con đã xuống cốc rất là đông luôn. Chào chị nhá, hôm nay là nhất chị Hương. Nhất chị Hương đó. Đấy, hôm nay chị đứng ở đường bên đấy là được gặp thầy. Hôm nay là chị được gặp, đấy. Chị được một chai nước nữa. Thế nhất chị còn gì nữa, con gì bằng? Không ai bằng. Đấy. Hôm nay bà con Phật tử về cốc đông quá nhỉ. Hôm nay bà con Phật tử về cốc đông quá nhỉ. Đông. Thứ bảy chủ nhật là. Dạ. Đông mà vui. Và đợt này là nhất chị đấy nhá. Chị ạ, bỏ đơn đi xuống em chờ khách là xuống phải đứng một tí nữa là thầy đi lên đây. Ôi trời. Bà con rất là đông luôn đúng chú chị ạ. Con chào cô nhá. Dạ. Ồ, bà con về mà không gặp được thầy ngồi hết ở đây. Đấy. Hello, hello. Con chào bà nhá. Yeah. Oh, tuyệt vời. Bà bữa nay là nổi tiếng rồi đấy. Đi trước đi đó, hôm nay bà con rất là hoan hỉ luôn. Xuống cốc. À con chào các cô nhá. Dạ. Dạ vâng ạ. Dạ ôi ngoan quá. A Di Đà Phật. Ngoan đấy. À, chào anh nhá. Ô bé đang yêu quá. Đi đâu đây? Cho bác cái túi nước này nhá. Nhá con cho. Chào các cô nhá, chào chị nhá. Dạ. Chào anh em nhé. Hello, chào cô nhá. Dạ. Chào con. Dạ, chào cô nhá. Dạ. Cô buồn quá, con không ơi. Không có gì buồn, không anh ấy. Cô buồn quá. Mọi sự tùy duyên. Không, dạ. Từ từ đi, con nói nè. Ý là chạp nữa, công việc nhà con đem đi cho cô nha. Vâng, vâng, vâng. Dạ, dạ. Một giờ là con quay. Một giờ cô quán con xuống đúng đây. Đúng rồi, chỗ ngay chỗ mà con chỉ. Dạ, ok vâng. Chưa? Dạ, vâng, vâng. Dạ, dạ, dạ. 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 Cô đi nhá. Dạ, hai dạ. Không, hai hộp dạ, mắc dạ, dạ. Ca.
Dạ. Vâng. Rồi rồi nhá. Dạ dạ dạ. Các cô đi cho con ý nhá. Dạ dạ dạ. Ba cho nha. Dạ dạ. Dạ con chào các bà các cô nhá. Dạ. Thì nó có được chưa? Dạ dạ. Đã cái hỏi bàn gọi nó qua mà. Hello. Đi mấy lần mà không gặp ông bạn buồn. Dạ, buồn quá. À? Ừ. Dạ. Mấy lần. Chào các cô nhá. Dạ vâng. Đó, trong cốc hiện đại bà con rất là đông luôn của chú chị ạ. Chào anh nhá. Đó. Cá đây là thấy người là đến quen hết rồi. Hay thả đồ ăn đó. Dạ. Giờ mà thấy cái gì cái là đến đông lắm. Có mấy cái đó, cái cành đấy câu nữa. Là có cơm có đồ quen nha. Không có gì lấy gì đâu. Dạ. Em quay khu vực nhẹ nhẹ trong này thôi nha. Dạ vâng vâng. Ok rồi. Rồi. Dạ. Rồi ok anh. Hello. Hey, ngày buổi sáng nay là mấy chị mang rùa đến đây thì em dâu có khuyến cáo các chị là đã có tâm bồ đề, phát tâm phóng sanh thì không nhất thiết phải phóng sanh ở hồ của thầy, bởi vì hồ của thầy là quá nhiều rồi. Thì chúng ta tốt đẹp hoan hỉ chúng ta mang ra ngoài hồ tự nhiên nhé. À, chị theo em đi, xách ra ngoài hồ tự nhiên ngoài đây đó. À, mình phóng sanh thì ở đâu cũng là phóng sanh đúng không? Đúng rồi, không rồi, đây đây đây. Thấy nó tội nghiệp quá. Đúng rồi. Nên mình phải thả chứ không. Đúng phải rồi. Mình mua gì cái này là mình nuôi lâu rồi. Rồi. Ơi bạn ơi. Bạn San ơi. Đây đây đây, chị mang con rùa đi ra ngoài hồ ngoài này thả nhá. Hồ trong chỗ thầy là hạn chế không thả nữa. Bởi vì hồ của thầy là nhiều cá rồi, nhiều rùa lắm rồi, ai cũng thả rồi. Chúng ta hoan hỉ mang ra ngoài này thả nhá. Đấy. Hai đứa cháu đâu rồi ta? Đâu rồi, gọi đi chào chị nhá. Bảy giờ mới tới đó. Chào cô nhá. Ừ, 7 giờ mới tới nè. Đâu rồi, người nhà nó gọi đi nữa đi. Rồi các chị ơi, cho nhậu một tay nào. Đi ra phóng sinh chú rùa xuống hồ ngoài tự nhiên. Đi đi đi. Là vì hồ trong của thầy nhiều quá. Đây chị ơi, đây. Đi đi bà, đi đi anh. Đi xuống chỗ này. Đấy, đây cũng là hồ mà. Là hồ tự nhiên. Đi cẩn thận đi nhá. À nhân tiện em cũng quay luôn cây bồ đề cho cô chú anh chị biết. Cây bồ đề bây giờ đẹp quá, quá đẹp rồi. Cây cũng vậy này. Đây này. Rau bê lốc rất là đẹp trai. Có dâu mà lại càng đẹp trai nhá. Dài thêm tí nữa. Đây cây bồ đề của em dâu trồng bữa nay là rất là đẹp rồi cô chú anh chị ạ. Lâu quá là không xuống. Mình phóng sinh gần cốc cũng là được rồi. Đúng rồi, bên này là cốc của hồ của thầy, còn bên này hồ tự nhiên. Tốt đẹp à. Mình đã phát tâm bồ đề thì không nhất thiết là phải thả đúng cốc rồi. Của thầy thả đâu cũng được. Đây. Mình. Rồi. Không biết nó còn sống không. Có còn rùa nó sống dài lắm. Mình cứ mở ra đi. Đây. Đây là chú rùa. Đây chú rùa nha mọi người. Mình đến từ đâu em? Dạ Đắk Lắk ạ. À mình ở Đắk Lắk à. Ra đây đi. Gái Đắk Lắk rất là xinh mặc dù chưa bỏ khẩu trang nhé. Tâm đẹp. Tại vì nuôi lâu tốt rồi. Nhưng mà hồi à đem, nhà nuôi à? Hồi đem về nuôi là cứ kêu là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đấy. Em tự bỏ.
Mà xuống được xe. Rồi cứ đổ ra xong mình bê xuống. Mấy mấy chú đây? Dạ ba chú. Đưa ba chú luôn. Luôn từ nhỏ luôn à? Bê chú bò xuống à? Đưa 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 đưa. Rồi cứ bê cứ bê bê từ từ. Em cầm từ con đây đây. Em đưa tay đây cho gần mép nước. Bê cho nó xuống ngay nha mọi người nha. Thế là đừng 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 để sát cốc thầy. Đừng có lại gần nó cắn đấy. Biết rồi biết rồi. Không sao không sao. Mấy chú đây rùa cắn cho em. Tuyệt vời quá. Đặt ở mép này thôi. Cho nó từ từ nó đi. Đúng rồi. Để cho cùng tự dùng xuống. Rồi em lấy đi. Mang tiếp mấy. Ai đi đào sọt, ai đi đào sọt, ai đi đào sọt. Ai đi đào sọt, ai đi đào sọt, ai đi đào sọt. Rồi, đó, tự nhiên là chú rùa sẽ xuống nhá. Chú rùa sẽ tự nhiên xuống rồi. Mình cứ để ba chú gần sát nhau, nó sẽ tự xuống. Bởi vì rùa này ở cạn là nhiều hơn nha. Đấy. Nên là nhiều khi nãy mình để ở đây đó, mình để bên kia. Hồi đó đem về nuôi nhỏ được. Lắm. Nhưng mà mình nuôi ở nhà là đa phần là nó cũng ở cạn thôi đúng không? Ý là hồi nuôi ở nhà là lúc nó còn nhỏ hả? Dạ. Em nuôi được bao nhiêu năm rồi? Chắc cũng lâu rồi. Nhưng mà thấy tội nghiệp quá thôi đem đi thả. Không, nói chung là bây giờ mình phóng sinh thì mình cứ thôi. Nhưng mà rùa này á, thực tế á, là mình đã nuôi rồi. Quá trình nuôi nhốt mình đi thả nó không thu được mấy đâu. Bởi vì là nó đã quen ăn rồi. Nó bản năng sinh tồn của rùa tốt lắm. Mình không sợ, cũng không sợ. Cái rùa nó mặn lắm. Rùa là sống dai, sống trường tồn lắm. Mấy con này, mấy chú loại này, dòng này là nó có cạn nhiều hơn. Rồi cứ bê, cứ bê đi. Nó chi rồi, đây nó đó. Nó chi đó. Cái đó là đầu em. Con sống không á? Sống như sao chết rồi. Rất là đẹp, đấy, nó bò lên trên này. Thấy không? Bỏ nước luôn. Không, nó không còn nước nhiều đâu. Không, nó bơi rồi nó tìm chỗ nào. Nó xuống mép nước xem sao chứ còn đa phần là nó bò về lên đó. Ở nhà rùa này bạn này nhà mình trước luôn là kệ nó đi kì. Cho con này xuống cho, nếu mà ấy. Cho bé con xuống đi. Để đấy xem nó có ra mép nước không. Đấy, chú rùa đẹp quá. Để mép nước. Nó mệt đó. Nó đi xe nó. Cứ bỏ nó xuống nước luôn. Dạ, bơi. Nó đi xe bây giờ nó mệt nó uống nước. Đây đây bỏ em bỏ chỗ này nào. Đó, cứ bỏ thôi. Cá chú râu vlog rất là đẹp trai. Đấy, chạy ra rồi nè. Đó, đó, nó từ từ rồi, nó thấy chưa ra. Nó mệt á. Chắc mang đi xa, mệt. Xe nhút cái bao nữa, nó mệt. Không, để cái bao hở. Lo là lo chú này thôi nè. Không, không vấn đề gì hết. Đấy, thấy chưa? Mình đã nói là theo bản năng là nó rất hay là đó anh nha. Rất hay trèo quẩy lại bởi vì là rùa này nó sống ở càng nhiều hơn. Tiếng nói không sao cả. Ta sinh rùa cạn mà ở sông ấy, thì nó sẽ không tốt bởi vì những loài này nó chỉ sống ở những cái khu ẩm ẩm ấy. Nó không phải là cần đây là tự tìm chỗ nó à? Dạ, nó tự tìm không sao đâu. Ở nhà mà ngoan lắm, không có gì hết á. Đấy, thế giờ chú kia là uống nước kìa. Đó, nó khát nước đó, nó thò đầu đây. Nó mệt á, đưa nó đi xe nó rồi, chúc các chú rùa. Rồi, cảm ơn mấy anh nhé. Okay. Nhưng mà theo như anh em cứ bỏ nó xuống nước nó bơi, nó lặn. Thả xuống hẳn nước đi. Thả xuống nước đi. Rồi nó bơi đi đâu, nó tìm chỗ nào nó ở thì tìm. Con kia nó cũng đang quẩy. Ba lên. Con ạ. À. Cứ bỏ hẳn xuống nước, thả hẳn ra. Thả nhẹ nó xuống, thả nhẹ thôi. Cứ hất hẳn ra cho nó bơi đi. Rồi, để cho nó lặn, sẽ bơi đi. Rồi, nó tự lên đó, kệ đi. Không, cứ vứt hẳn ra thử thế nào. Thích lên. Không, nó lên xong lúc nào ấy nó mới xuống rồi phải không? Loài này vậy mà. Nhưng mà hay là mang vào trong bụi chứ không người ta lại bắt mất. Không, không ai bắt. Rùa này bắt đấy, năm người ta bắt. Nó lên nó khoảng đây xong rồi nó lại quay xuống á. Lúc nào uống nước nó mới xuống. Trời con này không thấy nãy giờ không thấy chuyện nữa. Không, cứ bỏ nó ra nước đi, bỏ nó giả hăn nữa ra hẳn nước đi. Cứ thả xuống nước, thả xuống nước là tự. Còn đấy nó không có gì hết. Cứ thả xuống nước nó nấu nó ấy. Đó, bắt đầu thổi đầu đấy không? Đầu này nó yếu oxy hết rồi, kệ đi. Không sao đâu. Mình cũng rời đi nhá. A Di Đà Phật chúc mọi người sức khỏe nhá. Dạ, cảm ơn mấy anh. Cảm ơn A Di Đà Phật chúc các chú rùa sẽ tìm được cái nơi mình thích hợp nhất tồn tại. Đấy. Rồi chúc cô cho cô chú đây là người có tâm Bồ Đề đã đi phóng sinh ba chú rùa. Rồi ok nhá. Ở lại bò lên đây à? Trời ơi.
anh chị là nhà ở đâu qua? Dạ em ở Khánh Hòa. Khánh Hòa. À thì tức là ngày xưa là chị nhớ là thầy có vào nhà anh chị một lần. Dạ đúng rồi ạ. Khánh Hòa anh chị ở chỗ nào? Ngay ở Khánh Sơn ạ. Cầu ở cầu C10 gần chùa Khánh Sơn ạ. À tức là cách đây mấy năm rồi? Cách đây năm đến năm 21 gì nữa mình không. Nói chung là cái lúc đó là thầy chưa nổi tiếng như bây giờ. Chưa nổi tiếng, đúng chưa rồi. Còn tổ. Dạ. À thầy vào mà thầy xin ngủ ở nhà anh chị mà có ngủ nhà không? Dạ cái lúc đó là thầy ngủ ngoài rẫy ạ. Dạ. Lúc đó là thầy đi ngang nhà là em có treo cái bảng là bán nhà bán rẫy. Dạ. Thì thầy có gặp ông xã nhà em. Dạ. Xong bắt đầu thầy vi bảo gieo duyên. Dạ. Thì lúc đó thầy hẹn là lúc đó là ngày mùng 2 Tết. À mùng 2 Tết. Vâng, và thầy hẹn đến ngày mùng 5. Năm bao nhiêu? À thầy hẹn đến mùng 3 Tết này có nhớ chuẩn là năm bao nhiêu? Chắc năm 21 gì đó, không nhớ trong khoảng đấy mà không biết. À 21. Không biết cái năm nào đấy, nhưng mà là lúc đó thầy chưa nổi tiếng. Nhưng mà cũng phải nhớ là cái thời điểm mà năm mình bán nhà là cái năm nào chứ. 21. Vậy là 3 năm nay rồi. Mùng 2 Tết. Dạ, mùng 2 Tết sau rồi thầy mới hẹn là mùng 2 Tết thầy vô chứ nhà. Không biết có hẹn nữa. Sau đến thầy không vô được đến mùng 5 thầy bảo là do là con đang hẹn anh chị là mùng 2 Tết con vào. Yeah. Là hẹn ông xã nhà em. Sau mùng 2 Tết không vào được thì đến mùng 5 thầy vào thì bảo là con thất hẹn với chú, với cô chú. Thì ngày mùng 5 tối mùng 5 thì thầy mới vào. À. Đến ngày tối mà mùng 5 thầy mới vào thì bảo là đáng lẽ con vào hôm mùng 2. Đúng rồi gần phải mùng 5. Còn là cái hũ củ kiệt quá. À thầy hũ gì? Hũ củ kiều á, củ kiều, củ kiều là dưa móng, củ kiều là thầy ăn dưa cái. Muối. Ừ. Với là đầm muối, đầm đậu phộng á. Đậu phộng á. Cơm nguội. Đó là xong là thầy xin ngủ lại một đêm. Vâng. Không phải xin mà nói tao vừa thầy cái ngủ hôm cầu tôi kêu khi mà là gái thầy tôi có cái nhỏ rải á. Thầy vô nữa thầy ngủ được có điện có đè có một cơm có nước có đầy đủ á, thầy vô nữa thầy ngủ. À vậy là thầy bảo thầy bảo là thầy đang ngủ gầm cầu. À. Thì thầy kêu mấy bữa nay thầy ngủ đâu, kêu ngủ thầy ngủ ở dưới gầm cầu. Dạ. Vậy là anh chị phát nguyện là đưa thầy vô dãy ngủ. Được mà rồi. Thầy lại không ngủ trong nhà mà thầy đòi ra dãy nhà dãy thầy ngủ. À, rồi. Thầy vô dãy á, thầy vô dãy để thầy gieo duyên. À. Mà không thì đó cũng là cái duyên của anh chị cái đai mảnh đất này đã chọn á. Ví dụ thầy nói ý là đất đã chọn người mình đã chọn cái nơi đó thì thầy cũng đi. Và sáng mai là thầy đi luôn chứ thầy không có quay lại nữa. Và thầy thọ thực ở đó xong mà là thầy đi luôn. Lúc đó thầy có nói là chúc cô chú hạnh phúc, con đã thọ thực xong và con đã đi rồi. Đấy. Và thầy đi luôn đến bây giờ. Xong vô là ông đi mất. Thầy nói như vậy là thầy đi. Không, thầy đi tôi chở đi vô rải ngủ chứ rồi. Nhưng mà sáng mai thầy tự đi. Rõ ràng là thầy đã dùng xong bữa là thầy chắc. Thầy bảo là con đã dùng thọ thực xong và con đã đi. Cho nên tôi mới nghi là chúc cô chú hạnh phúc, thầy còn gửi cái đó. Và thầy có tặng gia đình nhà em một cái quyển gọi như là cái quyển sách về đạo Phật. Đạo Phật. Thầy hướng dẫn cho mình đó, tu á, thầy chúc mình hạnh phúc trong cái điều đó. Đó, ông không có điện thoại mà nhưng là sau này ông gửi vô cái Facebook. Gửi vô Facebook. Chứ còn lúc nó không phải được. Facebook tên là gì con nhớ? Facebook của tôi là nguyên. Không, cái Facebook bây giờ còn không? Không. Lâu lắm rồi không nhớ rồi, mấy năm rồi thì từ cái khi mà thầy nổi tiếng bắt đầu mình với vợ chồng với lại cái lúc đó mình không có để ý mình nhớ lại không có để ý á thì mình nhớ mang máng lại bởi vì ông cái chữ do lai là không phải mà cái tay người chứng minh á là mình có co. Thầy nói là thầy ở Gia Lai. Lúc đó là thầy nói thầy ở Gia Lai. Đúng vậy, Gia Lai. À lúc đó thầy nói thầy ở Gia Lai. À, thầy nói Gia Lai cho nên bây giờ thầy đã Gia Lai nên vợ chồng em mới lại xác thực lại là đúng hay không. Và cái quyển sách thầy đưa cho là vẫn còn ở nhà nhưng không nhớ quyển nào hay sao? Có sách của thầy không biết nào có biết mày không ở đâu em bỏ không gì lục lại là nhưng mà nếu mà thấy quyển sách nên liệu còn nhớ đúng quyển sách hay không? Không phải quyển đâu, nó nhiều cái tờ giấy nó ai lạ thì cũng quên vỡ quyển sách đó thì kêu kẹp lại là ghim lại tức là thầy đã ban từ rờ mà ghim lại là thì là quyển sách đó thì bấm mới ghim lại là thầy ghim lại thầy tự chép hay sao? Không, thầy đánh mai photo ra. Chứ còn nếu chữ thì được đem cái nữ là biết cái chữ ông liền. Chữ ông tôi thấy viết lên chỗ công ty mình tệ thì tôi vẫn thấy chữ ông tôi biết. Thầy photo. Thì nói ở Gia Lai cho nên vợ chồng em mới bảo là
không biết là phải là thầy không, thì mình muốn đến sáng đây có khả năng là thầy đấy. Dạ. Bởi vì cái câu chị vừa kể là chúc anh chị hạnh phúc ấy, dạ, gia đình hạnh phúc đấy. Là đúng đấy. Lúc nào cũng chúc hạnh phúc à? Ừ. Câu nói của thầy xong là thầy chúc hạnh phúc. Cái khuôn mặt lúc đó là thầy còn trẻ. Bây giờ thì có một gương mặt ông thì nó đó. Mà nhưng mà... nó già hơn. Tức là đợt đấy là thầy mới thì thầy chưa gầy như bây giờ. Đúng chưa, không gầy. Lúc già là trắng lắm. Dạ. Người vạm vỡ lắm. Nhưng mà ông, lúc đó cũng đã đi chân đất mà. Không có giấy. Vậy là qua câu kể của cô chú là con cũng khẳng định có khả năng đến 80-90%. Có khả năng nhiều. 80-90% là thầy đấy. Mà thì cũng mong đó là một cái nhân duyên nhỉ. Cho nên tôi mua có mớ ảnh rồi, bây giờ tôi mới mua cái tấm rồi nè. Cảm ơn cô chú đã xem hết cái video của dâu. Thì qua cái kênh của dâu thì dâu có bán một số những hàng nông sản, thì cũng mong là bà con cô chú ủng hộ cho dâu. Trên kênh của dâu thì có bán mật ong. Mật ong gồm có 5 loại. Loại đặc biệt là loại mật ong ruồi đó. Sau là mật ong khoái, mật ong hoa đắng, mật ong hoa cỏ xuyên chi và mật ong cà phê. Có 5 loại. Ngoài mật ong ra, Lâm còn bán tinh bột nghệ để dành cho bà con uống chung với lại mật ong vào những buổi sáng. Đấy, pha mật ong với lại tinh bột nghệ uống dành cho bác nào có hiện tượng đau và trào ngược dịch vị dạ dày. Ngoài những mặt hàng đó thì còn có rất nhiều mặt hàng như là trà thảo mộc. Đấy, trên tay Lâm đây có trà mãng cầu này. Đó. Trà mãng cầu thì có 2 loại bác nhé. Các bác là mua loại thượng hạng và loại bình thường. Đó. Giá cả làm sao, như thế nào thì số điện thoại em đang ghi ở màn hình. Các bác có thể IB qua. Ngoài trà mãng cầu ra còn có trà lá ổi, giúp thanh lọc cơ thể này, giảm tiêu, làm hỗ trợ được tiêu hóa là đẹp da này. Đặc biệt bác nào bị triệu chứng như là giảm mỡ máu, tiểu đường, giảm cân rất là tốt cho cô chú anh chị nào có nhu cầu muốn giảm cân. Trong đây thì có 20 túi lọc rất là tốt. Và công dụng như thế nào, tốt như nào thì các bác ấy cứ nhắn qua cái số điện thoại ở dưới, em có thể tư vấn trực tiếp cho các bác. Song song với những sản phẩm trên, em còn có một sản phẩm nữa là củ tam thất. Đó. Củ tam thất này về các bác có thể ninh với gà rất là tốt và rất nhiều công dụng khác nữa. Đấy, củ tam thất nguyên và bột tam thất xay sẵn cũng có. Ngoài những mặt hàng còn rất nhiều mặt hàng như là hạt điều. Đấy. Hạt điều rang muối, hạt điều có rất nhiều loại. Hạt điều rang muối này, bì 500g. Đấy. Rồi đây là trà gạo nứt, đậu đen, lá thảo mộc đun vào ấm siêu tốc uống rất là tốt. Đấy. Rồi hoa đu đủ đực đó. Rồi thì hoa tam thất. Đấy, hoa tam thất các bác nhé. Hoa tam thất rất là tốt. Bác nào mà làm công việc cường độ thì dùng cái loại hoa này rất là tốt. Hãm thay nước trà hàng ngày. Rất nhiều các loại thảo mộc như là chè dây này. Chè dây cho bác nào mất ngủ này. Đó. Bác nào mất ngủ hay mất ngủ đó, căng thẳng rất là tốt cho bác nào bị đau dịch vị dạ dày. Thì qua kênh cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị trong cái thời gian vừa qua đã theo dõi kênh của dâu và có mua hàng ủng hộ cho dâu, thì cũng trích một phần nhỏ để đi làm từ thiện. Qua đây cũng cảm ơn cô chú và các bác rất là nhiều đã quan tâm đến kênh của dâu và đã mua hàng ủng hộ cho dâu. Một lần nữa xin chào và hẹn cô chú vào những video tiếp theo. Bye bye.